Đọc lên 6A bình chờ B à, B mũ 3 B mũ 3 cộng 3A mũ 3 B bình. Rồi, thứ nhất nhìn vô cái số giùm em. Cái số trước 6, 3, 3 3 mang cái số nào được? 6 chung 3. Thế sao gọi là 3? 6 với 3 chung mấy? Chung 3. Ừ. Không hiểu luôn phải không? Không hiểu chậm lại bước nữa. 6 này có phải là 3 nhân 2 không? Đó, lòi ra cái chung chưa? Lời rồi. Đó, lòi ra cái chung nữa phải không? Bằng mang 3 ra nè, chốt. Tiếp, x mũ 2, x mũ 3 mang x mũ mấy? Xin Ừ, lỗi, ba a mũ 2, a mũ 3 mang a mũ 2, mang mũ nhỏ, hiểu luôn không? Có hiểu hiểu không? Không hiểu tôi làm chậm nữa. hiểu Tiếp, a mũ 3, a mũ 2, a b mũ hai b mũ 3, b mũ 2 mang b mũ 2. Bắt đầu nè, mang là mất nè. mất rồi. Mang là dục, mang là dục. Đây, mang a mũ 2 ra chưa hết chưa? Mang hết rồi bỏ. B mũ 2 mang hết chưa? Rồi bỏ. Này, B mũ 3 mà mang B mũ 2 còn lại. Ừ, không biết làm phép trừ lấy 3 trừ 2. Vậy là 2B mũ 1 cộng. Đây, A mũ 2 mà mang ra còn A mũ 1. A mũ 1. Kịp không? Kịp kịp.